cái nhân vật giác trúng này đang lợi dụng cái hình ảnh tang thương của gia đình người ta, cụ thể đây là chị Hà đấy và gia đình chị Hà đấy, để mà PA lên gọi là cái nghề của mình đấy. Đây là một nghề cúng mà bà con thấy đi, có những cái mà tôi cảm thấy anh này quá sàn xí. Có nghĩa rằng khi mà cái phát hiện cái xác của chị Hà thì anh em YouTube nó đã bây giờ thấy cái xác của chị Hà rồi đấy, là bây giờ không có vớt bèo nữa mà lên trên này, lên trên chỗ xà lan chỗ xác của chị Hà, thì anh dân chúng ảnh lại lớp vô bắt đầu ảnh dành công anh nên là đêm hôm tôi cúng rồi mà. Đấy, có nghĩa rằng anh nói là do đêm hôm anh cúng cho nên bây giờ cái bà thí mới chịu nhả ra. Mà tôi nói rồi, cái bà thí là cái quyền năng bà thí nó không bằng cái mắt tẩu đâu đấy. Cho nên là cái những giác chúng là đừng có bao giờ mà lấy cái sự mà thương cảm gia đình của một con người để mà có những cái mưu mô của mình trong một cái công việc riêng. Bà con thấy ở trong một cái kênh nào giác chúng liên tục có những cái hình ảnh mang chất là truyền bá những cái tư tưởng đấy, mà những tư tưởng đây tôi nói là cái như nó sạch mùi mơ tính, sạch mùi mơ tính. Đây là một trong những cái chúng ta nếu mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta cái như là không lên tiếng thì chắc ăn vàng. Cho nên những người như giác chúng sẽ mọc như là cái như nấm sau mưa. Đấy, hiện bây giờ có một số kênh YouTube nó chơi cái bắt nhân thế này quý bà con. Nó lợi dụng cái sự mà đau khổ của gia đình chị Hà, bắt đầu là nó bắt một bà già nào đó đấy ra rồi đứng nó quay, ra đứng nó quay rồi nó nhập hồn nhập xác. Đấy, từ đó bà con nó chơi cái bắt nhân hay không? Trong khi đó tôi nói quý bà con, nếu mà cái vấn đề này đó thì gia đình của chị Hà là người mới được quyền để mà làm những vấn đề này, còn ngoài ra bất kỳ ai cũng không có những cái mà làm những cái nó vô sĩ như vậy. Đừng bao giờ câu like câu view bất chấp đấy, mà tôi nói thẳng lên cái kênh của thằng Phúc Không Đồng đó đó, nó vô bắt đầu là nó bắt bà già nào đó vô bắt đầu là cúng, mà cái thật sự quý vị ngay cả cái mâm cúng nó để cũng thiếu sự tôn trọng đấy. Nó đặt trên cái như là một cái bệ cái như là bơ tông, đặt lên một bệ xi măng đấy, rồi cái như là một bó hoa, rồi cái mấy cái trái cây nữa, bắt đầu nó cúng rồi bắt đầu là nó đứng ở ngoài nó cổ xí. Đây là cái hiện tượng nhập hồn, chị Hà đang về đây là một hiện tượng nhập hồn. Tôi đang nếu mà gia đình chị Hà đó, gia đình chị Hà mà nghe được cái thông tin này của tôi thì phải tìm được cái thằng YouTube đó đấy, hỏi nó lý do gì mà nó lại kể như là mượn trong cái vấn đề của chị Hà để nó trục lợi. Đây là một trong những vấn đề đã xàm xí mà nó mượn vào cái hình ảnh của những người chết đó. Mà cái thằng đây tôi đã từng nói rồi, có nghĩa là thằng đây trước á nó cũng đã quay những cái hoàn cảnh gọi là cái như là dàn dựng những cái chiêu trò đấy để mà môi tiền Mạnh Quân, tôi cũng đã lặp mặt cái đó đấy. Nhưng đến bây giờ cái sự việc của chị Hà thì nó vẫn tiếp tục đó. Bây giờ là con thấy là cái như là nó xuống ngay chỗ mà cái bờ sông mà bên này của Đồng Tháp á đó, bắt đầu nó đứng bắt đầu là nó quay đó, rồi có cặp vợ chồng đó nữa mang khẩu trang kín mít, rồi cái như là đặt cái dĩa trái cây lên rồi cúng rồi lạy, rồi cái như là nó cổ xí lên đó. Đây là cái hiện tượng chị Hà vừa nhập hồn vào đây. Đây là một trong những cái tôi nói quý bà con là nó vô cùng bất nhân. Cái hiện bây giờ đó, cái chết của con người ta chưa rõ ràng, mình là một con người thì cũng đừng bao giờ dùng những cái chiêu trò đó để kiếm ăn một cách mà nó dơ ha. Tại sao kiếm ăn dơ vậy? Mà tôi nói quý bà con cái vấn đề đó là một trong những vấn đề gọi là mê tín à. Không ai mà nói thật sự, đâu phải là nói cái cầu hồn ai cầu cũng được mà ai cầu cũng lên đó. Cũng phải có người nhà chứ. Ủa anh có dụng ý chi mà bây giờ cái như là anh đi lợi dụng vào cái vấn đề gọi là tà kiến của anh, cái mơ tính của anh, lợi dụng vào kênh YouTube của anh để anh đi kể như là cầu hồn người ta hả? Anh có thấy vô sĩ không? Đây là một trong những cái thực sự quý bà con là xem những cái phim cảm thấy quá vô sĩ đó. Cũng vì cái vấn đề mà live view mà bất chấp đó, nó chung là cái chi mà nó quay mà nó thật sự có bà con coi là bắt đầu đấy. Cái này nè quý vị, cái này bà con để ý, nó giống như là một số cái vị mà vào cả như là cúng ở cái mộ của là nghệ sĩ Vũ Linh đó, cũng là đứng bắt đầu cúng rồi bắt đầu mắt ông mắt cha gì đứng là dịch dữ vậy. Đây là một trong những cái mà tôi nói quý bà con là một trong những cái là xàm xí câu like câu view đấy, làm hoang mang trong cái cộng đồng mạng đó. Tự nhiên đang cúng ngon lành tự nhiên dịch lên rồi cái như ngã ngứa ra xì một mét rồi đó, là cái như là Vũ Linh nhập đó, nhập đâu hết chỗ nhập hả đó.
Mà tôi thấy cái bà này cũng giống giống như cái những cái bà mà coi như là trong cái túng ngôi mộ của Vũ Linh quý vị. Trong tôi nghĩ là trong ban nhóm này nó có một cái ekip và nó dàn dựng những chiêu trò đó để câu like mà mang chắc là bất chấp. Đây là một trong những cái mà chúng ta phải cần lên án. Cái loại đây gọi là vô vô sĩ. Bay đi câu like hết chuyện, bay đưa người chết ra bay câu like. Bay kiếm ăn cái như là trong cái vấn đề của người chết là bay thấy bay sướng không? Bà con thấy nó vô sĩ không? Tự dưng là cái như là tôi nói quý bà con, một người á, một người mà chết thì gia đình người ta coi như là đã người ta gọi là ban gia bối rối rồi, thì mình giả sử mình có đứng ở ngoài đó, mình có những cái nhìn nhận gì nó sáng suốt thì nên đóng góp ý kiến cho người ta đấy, còn không thì thâu nhiếp cái mồm lại. Bày đẹp cứ lên cộng đồng mạng rồi câu like câu view rồi nhập hồn nhập xác, ai nhập cho đó hả? Bà con cứ vô kênh đó bà con coi, cảm thấy một trong những cái mà thấy là cái như cái sự mà trơ trẽn, vừa trơ trẽn vừa bị gọi kiếm anh bất chấp, kiếm anh trong cái nỗi đau của người khác đó. Nó cũng đã từng kể như là đưa một người về ngay chỗ cái mai táng không đồng để mà nó chôn đất và nó live stream 24/24. Đây là một cái hành vi quá bất nhân đó, vô sĩ, đang kiếm anh trong cái vấn đề của là nỗi đau của người khác đó. Đây là một trong những cái mà tôi phải cảm thấy là cái như là quá thất vọng với những cái kênh này. Bài đặt bây giờ cái như là hết chuyện, nó xuống tại Đồng Tháp rồi cái như là câu like cầu hồn cầu gì đó. Nếu mà cầu hồn được chỗ chị Hà đó thì giờ mà cầu cái như là cái cứu quyền mày lên để mà hỏi con đường làm hay thế nào cho nó thiện nó làm. Cái lũ bay cầu ở đây mà cái người dân nước lã mày gọi bay cầu cầu hồn, bay câu like, bay cái cầu like với cầu hồn đâu ra. Nếu mà lũ bay cầu hồn được á nha, giờ bay cầu hồn cái cứu quyền phát tổ của bay rồi hỏi cái đường làm anh thế nào cho nó thiện nó làm. Bay đừng bao giờ bay xâm vào cái vấn đề là cái như là cái nỗi đau của một số bà con như thế. Bây cảm thấy vô sĩ quá, rất bức xúc với bà con. Tôi xem cái phim đó cảm thấy là cái như nó quá trơ trẽn, nó dơ. Ở trên gia đình chị Hà nếu mà nhận được những cái mà cái như là những cái phim đó cũng nên phản ánh vấn đề này, yêu cầu cái ngăn chặn cấm ngay vấn đề này. Gia đình người ta cái như đến bây giờ vẫn còn cái những cái một ẩn số rất lớn trong cái kết con của người ta chưa làm rõ đó, mà lũ bay lại đứng lên cái như lũ bay là câu like câu view là dùng đó mà cái cầu hồn cầu ấy là bà con cứ vô đã nghe cảm thấy rất bức xúc. Một cái hành động mà tôi cảm thấy là cái như là không phải là hành động của một con người thực sự. Lợi dụng chi mà bây giờ người ta đã chết rồi, người ta đã cái như là có những cái gọi là ẩn khúc đó, như thế nào đó thì bây giờ cơ quan chức năng người ta đang điều tra. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái nỗi đau của gia đình thì tôi nói quý vị là nó mãi mãi đấy, thì cũng nên có những cái gọi là cái tính nhân văn khi mình đưa lên một cái thông tin gì đằng này cái đưa lên mang chắc là cái bí ổi thô thiển đấy, vô sĩ. Kiếm ăn gì kỳ vậy, kiếm ăn gì mà bây giờ nó thật sự đi cầu hồn mà cầu hồn tôi nó với cái chị Hà đâu có liên quan quái gì mà sao chị Hà lên ở cầu tài lắm hả? Nếu một cái bà đã cầu giỏi đấy, bây giờ mày coi cử quyền phát tổ với ai mà cái gì mày cần gọi lên để nói chuyện đấy, mày gọi lên đó rồi nói chuyện lũ bay. Chứ bây đừng có đưa cái gia đình người khác ra, bây dám không? Bây dám mà đưa cái bà già đấy về bà cầu hồn cái như là cái cứu quyền nhà bay lên à. Mà bay lại đi cầu hồn của một người cái như là không quen không biết. Đây là bay đang đi cầu like, bay đang đi kiếm ăn trong cái nỗi đau của người khác. Chứ bay không có cầu, không có giúp được ai hết trơn. Đừng có sàm xí. Dạ tôi xem những cái phim đó mà cảm thấy mà nói ủa tại sao nay mà cái dạng quý này nó nhiều quá ta. Có nghĩa là bây giờ quý vị không có cái nghề nào mà bằng nó có thể là nó nhẹ nhàng bằng cái nghề gọi là cái như là sắt cái mồm đi gọi là đi buông nước bọt đấy. Tôi nói mấy ông thầy cúng là cái như là cũng là xàm xí lắm. Có một ông thầy cúng nào đó mà ở đâu cũng Cần Thơ, lúc mà ngay chỗ cái nhà của là anh Túng mà ảnh đẩy cái mấy cái đám bèo ra đó, rồi ông này ông mới điện qua cho một YouTuber, bắt đầu ảnh cũng hướng dẫn về cái vấn đề gọi là tâm linh Túng cho bà thấy, rồi bà trả sát lên đấy, bà nói ông này là coi như là phải rước những anh thầy pháp cao tay đó đấy, để Túng cho bà thấy bà trả sát chị Hà lên rồi đem chôn cất. Nhưng mà anh nói đi nói lại anh phải gần thêm một câu nữa, ông thầy pháp đấy mà cao tay mới được đó. Thì tôi nói quý bà con trong vấn đề đó, tôi đang ví dụ là lúc đó là anh Túng đang bối rối đi.
anh mới quay ngược lại là anh nhờ anh này, anh nhờ anh này. Đấy, thì anh này bắt đầu là anh mới là chia sang một cái bài khác. Anh nói là cái xác bây giờ nó nằm dưới sông là 12 ngày rồi, bây giờ mà nó đã rã hết rồi mà thầy cúng lên hay không thì cái thầy không biết nha. Bản thân ông cúng ông còn không biết lên hay không, mà ông phải báo là gia chủ phải tìm một cái thầy cúng cho giỏi rồi để cúng cho cái xác nổi lên. Bà có thấy đây là một chiêu lừa không? Bắt đầu là anh quay qua quay lại, anh hỏi chỗ con đó YouTuber có nhiều hay không. Tuấn nói bây giờ YouTuber còn có 2 người à. Bắt đầu là nó không được rồi, nó chiều thầy lên. Bắt đầu chiều đó là chưa cúng là coi như là anh em nó kéo cái xác là lên đó quý vị. Chứ tôi nói may mà chiều đó mà để ông lên, bắt đầu là ông cầm cánh ba ca nhang đó rồi, nó là ông này cái gọi là siêu phàm đó. À. Tôi nói cái bản thân anh á, mà anh đặt cái vấn đề, anh yêu cầu người ta đưa thầy giỏi vô cúng, đưa pháp sư giỏi vô để mà cúng để mà cho bà thấy. À, bà trả cái xác lên, mà kể đến lúc người ta nhờ anh thì anh nói kiểu chẳng hẳn, anh nói rằng cái như là cái vấn đề là cái như bây giờ 12 ngày đêm rồi không biết là cái xác nó phân hủy hay chưa, cho nên cúng mà lên hay không là cái điều đây là tôi chưa khẳng định được, tôi chưa cam kết được. Bản thân anh cũng phải cúng mà anh không cam kết được, mà anh bảo người ta cúng phải lên, ủa sao kỳ vậy? Cái đây là bà con thấy nó dở người á. Đây là một trong những cái mà tôi nói những kẻ nó vô sĩ đã dựa vô trong cái sự nỗi đau của người ta để kiếm ăn một cách bất chấp. Tôi nói may mà lúc đó mà nó thật sự anh mà may anh ở dưới Cần Thơ đó, anh ở xa đó, có nghĩa từ chỗ anh mà chạy tới cái bờ sông đó là cỡ như anh đi khoảng từ 1.5 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ. Chứ còn may tôi nói anh ở gần, anh mà như dắt chúng là anh cắm ba nén nhang, bắt đầu là anh đập vào tàu lao bắt xé rồi cái như là mấy anh nó kéo móc tàu nó kéo lên đó, rồi bắt đầu là cái như ảnh dàn công, ảnh là cái công của anh như thằng dân chúng. Bà con nghe câu thằng dân chúng của nó này, có nghĩa là khi phát hiện sự việc đó, bắt đầu là dân chúng là nó dàn công trong đầu, nó nói là đêm hôm tôi mới cúng đây đồ dân chúng ơi là dân chúng. Nghe cái giọng thầy dân chúng không? Cái thằng đây là nó cũng đang hành nghề trong cái nghề thầy cúng. À, mà nó thật sự là rút á, mà nó ra bắt đầu nó cúng mà để gọi là trả lễ đó. Nó cúng để mà trả cái như con heo, cái như là gọi là con heo đứng đó. À, cho bà thấy đó, là nó dùng cái giấy đó nó che cái mặt. À, thì tôi thấy quế đó. Đây là một cái tà kiến. Đấy. Làm chi mà có chuyện anh muốn mời người ta ăn á, thì anh phải là giặt khuôn mặt anh ra để người ta biết anh là thằng nào. À, người ta có tin tưởng anh để mà ăn cái vấn đề anh mời hay không. Tâm lý vậy đó quý vị. Bà con là tới nhà bạn nhà bè hay là một người dân mà họ muốn mời mình ăn cái chi, thì cái ít ra mình phải thấy cái mặt của họ có đáng tin hay không. Chứ nay là nó thật sự mà gặp toàn thứ lừa đảo rồi, nó bỏ cái như là thuốc mê do đó là ăn là cái bao nhiêu tiền đưa cho nó cho chết hả. Cho nên đó, tôi nói là trên sao dữ vậy đâu. Đấy, cho nên muốn ăn á ấy là cái vấn đề anh phải thành tâm. Đấy, anh mời người ta thì để cho người ta thấy bản mặt anh là thằng nào. Đồ mời người ta mà dùng cái khăn đỏ mà bao lại như là cái trận đấu bà đó. Rồi bắt đầu là cái như là khi mà cái như anh em nó dùng cái như là cái móc câu nó kéo thấy con mẹ luôn, mới đưa được cái xác chị Hà lên. Bắt đầu là anh nhảy ra anh dành công, anh nói là đêm hôm anh mới cúng đây. Đó. Rồi gặp một cái ông thầy dở người nữa. Bản thân anh mà anh còn cái như là 50-50, có nghĩa rằng anh bảo á, anh bảo là cái như là anh túng là phải tìm một cái thầy pháp nào cho hay cho giỏi để túng sau. Anh nói là triệu hồn ở đâu là cái như là phải kêu gọi những cái bà thủy là cái như hà bá cái đấy lên. Bà con thấy dùng những câu từ ghê, anh phải tìm những thầy pháp mà kể như là để mà triệu những người đã tới để nói chuyện với người ta,
rồi người ta mới là thả cái xác lên đấy, bắt đầu là coi như là anh Tuấn quay ngược lại anh nhờ anh này, bắt đầu là anh này đó là coi như là không biết bây giờ cái xác đã rã hay chưa. Nếu mà 4-5 ngày thì tôi còn tự tin là tôi cúng là cái xác nổi lên liền, còn bây giờ là hên xui đấy. Bà con thấy con anh liền câu nói đấy không là đủ sự quề vốn được, mà trong sự quề vốn là có một cái sự gọi là cái như là biệt phẩm à, đây là một cái trò biệt cúng chứ. Tôi nói quý bà con bây giờ mà cúng mà cái như nó đè xuống đấy là cái như là cái tảng bê tông đấy khoảng cái như là 100 kg nó đè dưới đấy, tôi nói cúng mà quỳ cái như lạy chống mông lên lạy cái như cả năm chưa chắc kỳ lên chứ nói lên. Đây là một trong những cái tôi nói quý bà con á, nếu như mà vừa rồi anh em á mà nó không kéo lên được, không kéo lên mà cái xác nổi lên, tôi nói quý vị nó phân hủy dần gì đó là dưới đó còn bộ xương khô, đời nào mà kể như là lên à, lúc đó rồi cái như là đồn lên một thông tin là cái dòng sông đấy chắc nó linh lắm, dòng sông đó các bà thấy phải giữ người ghê lắm, thấy không? Cho nên tôi nói mà cái như cái vấn đề đó, cái lời nói mà qua cái miệng của những thành mà gọi nó tà kiến là cái như nó muôn màu muôn vẻ để nó hù dọa con người ta. À, thượng đế là tạo ra con người, còn con người là tạo ra cái như thần thánh như ma quỷ. À, tôi nói là cái toàn là tưởng tượng hết. Ngay cả bản thân thằng giặc chúng nó cũng đâu có biết là cái bà thủy là bà chi, nó cũng nói đẳng thẳng luôn mà trước giờ chưa biết bà thủy là bà gì, bắt đầu là cái như là sợ người ta chữ ủa không biết bà thủy tại sao ông cúng bà thủy, bắt đầu nhắc lại một câu, bắt đầu là cái như là ai mà kể như là nhìn thấy mặt bà thủy thì bà thủy bất chấp. Tôi nói quý ông nậu bây giờ mà cái như là cái câu đấy cũng câu què vốn đó chứ quý vị đó. Tôi nói là trong quá trình anh nói chuyện với dì Mười là tôi thấy tôi cười sặc ruột luôn. Có nghĩa rằng anh đang bỏ dì Mười lên ghê lắm. Anh chàng dắt chúng nè. Mà tôi chẳng biết là anh dắt chúng này có quan hệ chi với là cái chỗ mà cái như là chỗ anh Tuấn. Nhưng có những câu từ của anh bỡ đỡ quá nhiều. Nói thật sự quý vị. Thậm chí là anh quỳ xuống anh bỡ dì Mười lên luôn. Anh có những câu từ nói mà cảm thấy là nó không sức mạnh thằng đàn ông. Mà nhất là trong cái vấn đề của gia đình người ta đang kể như là nước sôi lửa bỏng đấy. Bây giờ nói thật sự cái vấn đề ở đây tôi nói tôi không phải là tôi thiên về cái gia đình của chị Hà mà tôi chỉ trích bên anh Tuấn, nhưng dù sao chăng nữa thì nó có những cái vấn đề mà chỗ anh Tuấn anh trả lời mình cảm thấy là nó quá ức chế, nó không có phù hợp với cái ngữ cảnh, tất cả các mốc thời gian nó cũng không phù hợp, mà không hiểu sao anh dắt chúng này. Anh dắt chúng này mà nói thật sự ra lúc mà bà con không nhớ tên á, gọi ảnh là quần chúng anh cũng ok, có nghĩa là đi trong một đám YouTube rồi mấy thằng bắt đầu là nó cũng giới thiệu hôm nay có anh quần chúng ra cúng để trả lễ. Tôi nói chạy cái thằng đó, thằng nó tên nó dắt chúng là bây gọi cái thằng quần chúng là xong rồi, mà anh cũng nghe ra cánh cự đó thì thôi chứ thua quý vị. Gặp mấy thầy nào mấy thầy đây là tôi sợ lắm rồi đấy, gặp mấy thầy đây nó thật sự nó thiên do cái lỗ miệng á, chứ chẳng có thiên gì cả đấy. Cái miệng nó muốn thiên là thiên, mà không muốn thiên là không muốn thiên thôi.